Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được cảm ơn anh em Phạm Việt Tùng, anh em Thanh Trần, anh em Khoa Nguyễn, anh em Trần Tuấn Tú, anh em Cao Thanh Phong và cuối cùng là anh em Lê Trung Kiên. Xin được cảm ơn các anh em đã donate ủng hộ cho kênh, cảm ơn anh em rất nhiều. Và cùng với đó tôi xin được cảm ơn các anh em sau đây. Tôi xin được cảm ơn anh em Thiên 7624, anh em Cán Bộ BT, anh em Nguyễn Đức Anh, anh em Phan Ngọc Cường, anh em Nguyễn Hà Văn, anh em Nguyễn Phạm Hoàng Giang, bạn Hoài Anh Lê và cuối cùng là anh em Dương Nguyễn. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Anh em thân mến, sau khi update thì có những cái lineup mà không ai thèm chơi, không ai thèm động đến. Có những cái lineup bị ghẻ lạnh đến cái mức độ mà có rất nhiều người bảo là nên xóa đi khỏi con game. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ thử chơi một trong những cái lineup đó anh em nhé. Đấy, lineup 9 Hunter. Liệu rằng lineup 9 Hunter nó có hồi sinh trở lại và nó sẽ có cơ hội quay trở lại trong rank cũng như là trong những cái giải đấu ở trong cái thời điểm sắp tới. Nó đem lại cho tôi cái cảm giác là muốn thử cái bộ Hunter ngay lập tức. Chính vì thế là trong cái video clip ngày hôm nay, khả năng là tôi sẽ chơi Hunter nha anh em nhá. Khả năng thôi, chứ còn cũng chưa dám chắc. Thì tôi cứ pick Hunter vào trước đã. Đấy. Bởi vì là nếu mà nó ra thì tôi chơi, còn nếu nó không ra thì tôi sẽ đá qua bộ khác anh em nhá. Đó, trong trận đấu này là có không có máy bay, tuy nhiên là có Tsunami thì cũng vẫn có thể chơi Hunter được. Hunter đã rất lâu rồi không thấy ở trong rank. Đó. Đó, hôm nay sẽ thử xem là liệu rằng Hunter có chơi được ở trong rank không. Đấy, với cái mức rank bây giờ hiện tại ở tôi là Queen, rơi vào đâu đấy tầm khoảng hơn 2.000 điểm. Đó. Tôi sẽ thử nha anh em nhá. Và chúng ta sẽ lấy những cái món đồ khác với bình thường. Nó không phải là những cái món đồ tăng mana nhanh, không phải là cái Blink, mà nó sẽ là những cái món đồ đánh tay. Đấy, từ rất lâu rồi những cái món đồ đánh tay là gần như là chúng ta không chọn ở giai đoạn đầu game. Bởi vì làm sao, đánh tay một khoảng thời gian là nó rất yếu. Nhưng mà có vẻ như là meta này nó đã quay trở lại sau khi chúng ta có một cái sự thay đổi, đó chính là bỏ đi cái quyển sách ở trong bộ beat cũng như là bỏ cái giáp phản cuối. Thì bỗng nhiên những cái line up mà đánh tay nó lại quay trở lại, ví dụ như là Assassin, như là Hunter. Đó, cả Clive cũng đã quay trở lại rồi. Chính ra nhá, cái meta này rất là cân bằng. Tôi thấy có rất nhiều line up người ta chơi, ví dụ như là Clive hay là Assassin, Fezer hay là Hunter đều có người chơi cả. Đấy, cái bộ Hualock hiện tại thì vẫn có người chơi, chứng tỏ là nó cũng không hề bị đóng hòm sau cái update. Hualock vẫn có người chơi luôn. Đấy, tất cả những cái lineup khác đều có người chơi, thì tại sao Hunter lại không có ai chơi? Đấy là một cái điều mà anh em thấy là hết sức là phi lý, đúng không? Đấy, anh em thấy phi lý không? Chính vì thế là chúng ta cũng phải có một cái đánh giá lại với cái bộ này, để xem liệu rằng nó có thực sự là nó yếu, nó phế đến cái mức độ mà chúng ta không chơi nữa không, hay là thực sự là nó không phế như chúng ta nghĩ. Đấy, mà bởi vì là những cái bộ như là bộ Warlock, những cái bộ như là bộ Feather Fake nó đang quá thịnh hành, nó khiến cho người ta mụ mị cái đầu óc là lúc nào chơi, là lúc nào chúng ta vào chúng ta cũng phải hướng tới là chơi cái bộ đấy, mặc dù có thể là bài nó ra cái kiểu khác. Đó, như trong cái trận đấu này anh em cũng có thể thấy là khi mà ra cái con Phong Vũ này, hay là ra cái con Whispersia, sau đó lại có thỏ sẵn, thì nếu mà cố tình thì vẫn có thể là mua con Phong Vũ vào và sau đó là chuyển dần sang Feather Fake thì cũng rất là ok. Dã man. Nhưng mà không anh em ạ, đấy là tôi đùa vui thế thôi, tôi đùa vui thế thôi. Chứ còn chuyện này thì vẫn đang hướng tới Hunter nha anh em nhé. Tôi sẽ hướng tới Hunter thôi. Đấy, còn giả sử nhưng mà ra gì chơi đấy thì chắc chắn nó sẽ không phải là Feather Fake. Đó, bởi vì là đấy, nó vẫn đang ra là Hunter. Và nó vẫn đang ra là cái gì? Nó đang ra là đỏ. Đỏ Hunter. Hai con đỏ rồi. Nó đang ra là gì nữa? Witcher.
Witcher lên được 2 sao rồi. Ok, đây, ba Hunter đây anh em nhé. Tôi nghĩ là ba Hunter vào cái giai đoạn này thì cũng ok đó. Đầu game có ba Hunter cũng ok. Mặc dù là không có 2 sao nhưng mà thôi thì cũng có thể nói là chơi được ở giai đoạn đầu game. Tuy nhiên là cái chuyện này tôi đang có cái thiên hướng là giả sử như mà ra Assassin ấy. Có không nhỉ? Có lên là hướng tới là chia đôi không nhỉ? Hay là thôi bán đi nhỉ? Bán đi chơi Hunter. Thôi được rồi. Nhiều khi là chúng ta phải có một cái sự quyết tâm anh em ạ. Tôi định là nếu mà giả sử như không ra Hunter thì tôi chuyển sang Assassin, nhưng mà tôi nghĩ lại rồi. Hôm nay tôi phải chơi bằng được cái bộ 9 Hunter anh em ạ. Hôm nay phải chơi bằng được cái bộ 9 Hunter để chúng ta có một gì đấy, chúng ta tìm hiểu lại cái bộ 9 Hunter để xem là meta mới nó chơi như nào anh em nhá. Chơi nó có khỏe không? Đánh giá lại một lần nữa xem nào. Tôi vẫn có cái niềm tin là cái bộ 9 Hunter nó đang hồi sinh trở lại đấy anh em ạ. Một cái niềm tin rất là mãnh liệt với một cái bộ mà tôi yêu thích. Tôi chỉ hy vọng là cho tôi có cái con thỏ 2 sao sớm thôi. Đấy. gì thì vẫn phải có 2 sao sớm mà ở trong cái bộ Hunter. Chưa cái con ảo ảnh thì nó cũng sẽ không có gánh tôi được lâu đâu. Chắc chắn là nó sẽ không gánh được lâu đâu. Ui ôi, nhìn cái nhà top 1 kìa anh em cả. Vãi cứt luôn. Quá mạnh anh em ạ. Top 1 quá mạnh luôn. Bớ vẩn thường này, này. Thật đấy. Tôi nghĩ thua. Khó. Berserker lia dìu hai phát. À ui nhưng mà thỏ vẫn bắn được. Mà ăn được không? Khó anh em ạ. Một mình con Wing này thì không thể solo được. À ui solo được không? Bớ vẩn lại solo được ấy. Ui dồi ôi, không được rồi. Khó anh em ạ. Thực ra là cũng suýt nữa thì ăn đấy. Cung đen này. Chết thật. Chả nhé lại round này thế nào đấy. Thực ra ấy, mấy cái thằng mạnh gặp hết rồi. Nên chắc là round này như này đi. Anh em ạ. Thôi. Tiết kiệm tiền tí. Bài nó cũng đang yếu yếu, nó cũng chưa mạnh. Mấy cái con Hunter nó phải lên được 2 sao cơ anh em ạ. Chơi Hunter mà Hunter không lên được 2 sao thì chết. Và bây giờ tôi cũng mới chỉ có 3 Hunter thôi. Đấy. Chỉ còn tôi cũng chưa có 6 Hunter để mà có thể chơi được. Nên là chắc là cái bài này là cái bài mà cái màu nó là màu Eco anh em ạ. Đầu game cứ tưởng là ngon ăn nhưng mà có phải đâu. Đấy ui dồi ôi, gặp thằng nào cũng thua. Thế nên là thôi. Quyết định thế anh em nhá. Vớ vẩn nó bây giờ phải Eco đấy. Kiếm hai con Eco và Eco luôn. Thấy thế lại có khi nó lại hợp lý anh em ạ. Mấy cái thằng có chuỗi hay to quá thì cũng không ăn được. Tầm này xả tiền mà 6 Hunter thì nó vẫn yếu lắm mà. Tầm này xả tiền 6 Hunter cái bộ này nó không mạnh lắm á. 6 Hunter thì nó phải khoảng 2-3 con 2 sao thì may ra. Đấy nhưng mà nó lại chớ trêu thay là cái bộ Hunter á. Nó lại có một cái nó rất là khó chịu. Đấy là cái bộ này nó lại phải đánh ở level 9. Đấy, bây giờ xả tiền mà không cắt được chuỗi thì là toang. Nên là tôi quyết định là chắc là đánh giữ máu đó. Có khi ấy, là lên 9 rồi mới xả tiền anh em ạ. Tôi nghĩ thế là hợp lý. Lên 9 xả tiền bây giờ đánh giữ máu. Sự máu ơi, thằng nào yếu thì chúng ta ăn, còn thằng nào mà mạnh thì thôi, thì cũng giữ được tí máu. Tiết kiệm. Úi giời, quên mất không mua Neko anh em ạ. Dạ man, à ui đây rồi, nhưng mà chưa có súng. Ui được, cái món đồ này giữ được máu đấy. Random à. Cái kiếm grid vậy.
Thôi được. Bây giờ chỉ khấn ra là cái con súng thôi. Giờ ra là con súng là giữ máu được. Chúng ta sẽ có lùn. Đấy, kết hợp lùn vào trong đội hình. Cái món đồ vừa rồi nó sẽ là cái cơ sở tôi có thể đánh cái bộ Hunter. Trước khi chúng ta có ý định là chúng ta chuyển sang một cái layup khác. Một cái layup mà nó đánh late game nó ok hơn, nó rẻ tiền hơn. Chứ cái bộ Hunter này thực ra nó là một cái bộ đắt tiền đấy anh em ạ. Ngày trước thì nó rẻ nhưng bây giờ nó không rẻ đâu. Đánh bộ đấy đánh ở level 10. Level 9 là mới đủ 9 Hunter thôi, còn chưa kẹp được máy bay. Chưa kẹp được cái gì cả, nhưng mà lên level 10 thì sẽ kẹp được. Trong trường hợp là trận đầu đấy có máy bay, còn trận này không có máy bay thì tức là chúng ta chơi cái bộ Hunter nó cũng sẽ không được mắc binh. Không được perfect lắm đâu. Trận này mà không có máy bay thì khả năng là ở lên level 10 sẽ kẹp, một là kẹp beat. Kẹp beat thôi. Hai là kẹp đỏ. Đấy, một trong hai. Đỏ thì ở trong truyền thuyết này là có cái con Bad Omen. Mà nếu mà không có Bad Omen chúng ta có thể kẹp con heo cũng được. Còn beat thì chúng ta sẽ kẹp có thể là con gấu beat. Con gấu 4 đô cũng rất là ok. Về căn bản là trong trận đấu có Tetsulami thì tôi mới chơi đấy. Chứ còn không có Tetsulami thì chắc là tôi cũng không chơi để tôi dẹp luôn. Bộ này bây giờ nó kiểu nó yếu thì nó yếu rồi nhưng mà nó cũng khó ra cơ anh em ạ. Tôi thấy nó cũng khó ra ấy. Nó không dễ ra đâu. Đây này, gấu beat này. Gấu beat này nhưng mà chưa có con Hunter beat. Cay thật. Rồi không sao. Giữ máu cũng được. Mà chỉ có cầu cho ra cái con súng thôi anh em ạ. Tầm này vẫn chưa ra con súng nào luôn. 13 round rồi vẫn chưa hề ra một con súng nào. Cay không anh em? Thật sự là như thế luôn. Trong khi đấy cái thằng top 1 nó đang sắp đủ cái bộ beat mà thậm chí là còn có 3 sao rồi. Và nó đang 30 tiền ở level 7. Chuối 100%. Dã man. 30 tiền ở level 7 thì nó sẽ sớm lên 50 tiền ở level 8 thôi anh em ạ. Và bây giờ tôi cũng không có cơ sở làm ăn được ấy. Thậm chí là còn có rất nhiều thằng tôi không ăn được chứ đừng có nói đến cái thằng đấy. Đấy, cái thằng này cũng thế này. Thậm chí còn lọt rất nhiều luôn. Lọt này là lọt gần hết. Ui mẹ ơi, lọt gần hết luôn ạ. 9 máu. Đây rồi, Hunter Beat đây. Nói chung là cái tầm này thì không có cái cơ sở ăn được cái thằng có chuỗi đâu anh em ạ. Không có đâu, nên là thôi. Đấy, vẫn theo cái chiến thuật mà chúng ta đề ra đấy là giữ máu là up cấp đúng level giữ tiền. Lên level 9 nó xả anh em nhé. Có sống nổi nó lên level 9 không? Còn có 64 máu này. Mũi rào đốt rất nhiều máu luôn. Mà nó lại không cho tôi gặp những cái thằng ở phía dưới nhá. Anh em ạ. Nó toàn cho tôi gặp mấy cái thằng ở phía trên thôi. Toàn những cái thằng mạnh thôi. Level 7. Level 7 20 tiền toàn 2 sao luôn anh em ạ. 5 con 2 sao. Thật. Khó chịu thật sự. Rồi thắng rồi. Ờ. Tôi lại ra mà tôi lại không muốn thắng thì nó lại thắng anh em ạ. Đội hình nó đang yếu không muốn thắng tí nào luôn. Vớ vẩn rái cá lên được 2 sao trước. Chả có con súng nào cả. Mà bây giờ đang rất cần súng ở đây. Có con súng này câu chuyện giữ máu nó sẽ an toàn yên tâm hơn rất là nhiều. Nhưng mà chưa thấy ra. Thôi cầu trời khấn Phật cho cái rang 16 ra nhá. Súng ơi mày ra đi. Ra được không? Một con súng thôi. Một con súng duy nhất. Xin đúng một con súng. Để kích hệ sau đó đi. Cho đồ lùn cho con thỏ. Và cái con súng nó ra ấy, thì cũng đồng nghĩa việc là tôi sẽ có 6 Hunter. Đấy cái quan trọng là như thế. Cái quan trọng là vừa kích lùn vừa kích 6 Hunter. Chán nhất cái quả mà ra 15 vẫn chưa đủ 6 Hunter. Khó chơi.
Trận này nhá, Hunter thì không ra nhưng mà Fiazer thì tôi thấy ra rất nhiều ạ. Tôi bỏ qua rất nhiều con phong vũ rồi. Random ra là cái nhẫn. Ok. À ui đây rồi. Được. Được 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 được. 6 Hunter cái đã này. Rồi ok, ngon rồi đấy. Bùa tâm linh. Đấy, cái bùa tâm linh này. Cái bùa tâm linh cũng là một cái món giải hiệu ứng rất là ok. Chưa gặp thằng có chuỗi đâu nhá. Chúng ta vẫn có cơ hội cắt chuỗi của nó. Ui anh em ơi, trận này có gót du xoay này. Có gót du xoay này. Có gót du xoay này. Được đấy. Trận này liệu rằng có hàng phục với con du bất tử không? Chơi Hunter hàng phục du bất tử à? Đánh lên level 8 luôn đã anh em ạ. À, đây rồi, súng đây rồi. Vẫn roll, vẫn lên roll anh em ạ. 2 sao mới chơi được. Tôi phải có 2 sao tôi mới cắt được chuối của thằng kia. Rồi, gấu lên được 2 sao này. Ui, lại ra gấu này. Nhưng mà cái con gấu này thôi, chắc là tôi không mua nữa. 2 sao thôi anh em ạ. 2 sao thôi. Ui mẹ ơi, anh em nhìn này. Trời ơi, cái hàng chờ full rồi. Lắm cặp thế này. Ui mẹ ơi. 8 cặp hả? 8 cặp ấy hả? Dã man. 8 cặp và không có thêm con nào lên được 2 sao anh em ạ. Vãi đái thật sự luôn ấy. Thề. Ok ok ok, chắc là phải roll tiếp ấy. 8 cặp mà không lên 2 sao được. Rồi, con này lên được là ok rồi. Ok ok, đấy nó phải như thế chứ. Nhưng mà nếu mà là con súng hoặc là con cung đen thì nó còn ok hơn nữa. Ra vừa rồi lổ 2 con. Ở đây anh em cũng có thể thấy là vẫn còn ở đây nó là 4 cặp nữa. Chưa tính một con ếch là tôi bán đi đấy. Hai, vừa lấy là có 2 con ếch, 2 con sái cá, 2 con Wing Ranger, 2 con súng, 2 con Aegis Ranger, 2 con Skull Hunter và 2 con rồng, 2 con Umbra. 8 cặp luôn anh em. Dã man. Đen ở mức độ như thế cùng. Đây, đây rồi. Bạn ơi, bạn ơi. Bạn ơi, xin chuỗi nhá. Xin nhá, xin nhá, tôi xả tiền gắt lắm rồi đấy. Không có được cái chuỗi này thì thôi. Game này coi như bỏ. Ok, ok, mình xin. Rồi. Đút túi ngay 12 tiền là vốn anh em ạ. Dã man. Cái vốn này nó hơi mỏng. Nhưng mà không sao. Tầm này là có gấu 2 sao là nói chung là cũng gánh được. Kẹp beat, kẹp với cả 6 Hunter. Kẹp với cả đỏ, đánh ở level 8 được rồi. Lên level 9 thì bây giờ cứ bao giờ mà ra được 9 Hunter lên 9 sao. Bây giờ đang dồn đồ cho cái con gấu đấy anh em ạ. Con gấu thực sự là nó là một cái con mà chúng ta cũng có thể chấp nhận được. 4 đô 2 sao. Dồn đồ đấm cũng vẫn là đau luôn. Trên này có tới 2 đằng chơi gót du anh em ạ. Cái bộ này nó tự nhiên nó nổi lên. Tôi nghĩ là từ khi mà tôi ra clip gót du ấy là cũng sẽ có rất nhiều anh em chơi ở trong rank. Nhưng mà đây sẽ là cái người đầu tiên phải lếm cái trái đắng. Bộ đấy không phải là cái bộ chơi dễ. Nó sẽ là cái line up mà phải đánh ở level 10. Sống chết phải lên 10 mà trận đấu này anh em nhìn này. Toàn beat.
Dã man. Beat với Hunter bắn nhau như con luôn. God du xoay, God chóng chóng, rất nhiều người chơi. Nó đang là trào lưu anh em ạ. Cái bộ này nó đang là trào lưu trong game, nhưng mà đâu có dễ dàng chơi như thế đâu. Bây giờ vào trong game mà gặp beat thì đấm cho như con luôn, chả cần phải beat. Đây, Hunter bắn nhau như con đây này. Đó. Trận này có beat, có Hunter nha anh em nhá. Thôi, God du khả năng trận này xanh cỏ là sớm rồi anh em ạ. Gặp toàn những cái đối tượng mà dồn đam cực mạnh. Ra này tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ đổi, có thể là đổi tím hoặc đổi cam. Những cái bộ như là cái bộ dồn đam như này thực sự là nó cũng chả cần phải chống hồi máu đâu. Bắn God du thì nhanh thôi, nó clear nhanh mà. Tôi có lùn ở đây rồi, tí nữa chúng ta sẽ kẹp một cái con nào đấy, có thể là 5 đô bắn cực mạnh. Rồi, hai tia. Những cái muốn đồ này có thể chúng ta sẽ đổi ra một cái gì đấy sau nha anh em nhá. Tôi chưa muốn đổi ở cái round 21 này. Từ từ đã. Không cần phải đổi sớm. Hunter cầm nhiều đồ vẫn thích anh em ạ, vẫn bắn vẫn đau. Để tôi tính xem là tôi đổi cái gì vào tí nữa. Đổi, nếu mà đổi thì phải đổi mấy cái đồ mà không dùng đến ấy. Còn những cái món đồ mà chúng ta vẫn có thể dùng đến thì chúng ta không đổi. Như là cái bùa tâm linh hay là cái nhẫn giải ấy, đều là những cái món mà chúng ta lên giữ lại anh em ạ. Nghe thầy God du bay màu tiếp theo rồi. Gặp beat là đi mà, gặp beat là đi, beat là to cái kia. Beat là beat kiểu beat tí nữa còn kẹp cá vào ấy. Ui dồi ôi, có chấn luôn này, beat có chấn luôn. Beat có Radiant. Thế thì các bọn Warlock không sống nổi. Nói cho nhanh. Beat có chấn Radiant. Bọn beat thì nó có 3 cái có thể xài được, 3 cái đồ cam, đấy là cái Radiant, cái giáp thép và cái quyển sách. Đấy thì nó một trong ba cái đấy là ngon rồi. Đấy, tôi biết ngay, hai thằng God du xoay bay bầu đầu tiên luôn anh em ạ. À đủ tiền gen nhá, gen này. Gen nhá. Rồi, đủ đồ tím rồi. Hay lấy thêm hai đồ nữa không? Chuyển lên đồ cam luôn. Đồ cam mới lấy cái bố set về cái cướp điên. Đấy. Ok. Rồi, quá tuyệt vời anh em ạ, lấy được cái búa xét. Nói chung là đồ tím với đồ cam ấy thì nó còn tùy trận, nhưng mà đồ cam thì lúc nào nó cũng hơn. Búa xét này mà kết hợp với cả cái hai tia ấy, nó là combo đấy anh em ạ. Nếu mà có hai tia này thì tôi ưu tiên là tôi sẽ lấy đồ cam để tôi lấy cái búa xét. Cái hai tia nó sẽ bắn nó sẽ có cái hiệu ứng cái búa xét. Lên cái tia thứ hai nó rất là mạnh. Đấy, anh em thấy là nó đam của con gấu nó 7k2 đam mà cũng nó to chứ. Ui dồi ôi, gấu nhiều đồ chưa. Gấu này là xài được hết cái đống này đấy. Tất cả cái món đồ này gấu đều xài được. Rồi, lên dần lên 9 thôi. Và khả năng là tôi sẽ giữ lại cái món đồ đấy để tôi cho con gấu ở level 10 đấy anh em ạ. Khả năng là tôi sẽ chơi ở level 10. Vừa roll mấy cái kiếm 9 Hunter, sau đó đủ 9 Hunter lên 10 luôn chứ không có roll 3 sao. Bây giờ thiếu con nhện. Thiếu con nhện và con Medusa. Medusa và nhện ra cả hai con. Gấu đam rất to nhá. 6k đam ấy, không biết đâu. Chuỗi cộng 8 rồi. Wing Ranger này. Rồi bỏ Wing đi. Có lẽ ở round này tôi cũng sẽ không roll anh em ạ. Round này tôi cứ để thế thôi. Round sau chúng ta xả tiền. Round sau xả hợp lý. Rồi tôi nghĩ tôi vẫn sẽ trụ được. Thực ra là ngày trước có cái bộ nó đánh như thế này mà. Cái bộ 6 Hunter kẹp với 2 đỏ kẹp với cả beat ấy, là thực ra là có cái bộ nó như này. Thậm chí người ta còn không chơi 9 Hunter mà người ta chơi là như này luôn.
Đó, nhưng mà chúng ta đang cố tình chúng ta tìm cái bộ 9 Hunter ấy. Còn cái bộ như này là một cái bộ cũng có thể chơi được ấy anh em ạ. Chơi được ấy. Kẹp với cả đỏ, kẹp với cả bít, kẹp với cả con heo ấy. Ui nhưng mà round này thua rồi. Round này nó bắn cháy quá anh em ạ. Hơi khinh địch. Ây à, Berserker đồ thế giới phết. Rồi không sao, mất chuôi thì cũng chấp nhận. Về căn bản là level 9 50 tiền đã rồi tính. Bây giờ lên 10 luôn cũng được mà. Lên 10 luôn. Còn hai con Hunter nữa đúng không? Bây giờ lên 10 phát luôn là còn có 9 Hunter kẹp với cả beat cơ. Nếu mà chúng ta gọi là chơi kiểu chắc bài, lên 10 roll 4 đô. Bây giờ cái điều tôi hướng đến là những cái con 4 đô, con 5 đô thôi. Chứ còn tôi không có ý định roll mấy cái con kiểu con súng hay là Exit Ranger lên 3 sao đâu anh em ạ. Cái bọn đấy thì chắc chắn là không lên được 3 sao rồi. Cái tầm này ra 25 mà vẫn chưa có lên được 2 sao thì tôi coi như là cái đồ bỏ rồi anh em ạ. Đây, một cái búa set nữa, quá tuyệt vời luôn này. Búa set này cũng sẽ có sơ tách cùng với cả cái búa set cam và nó cũng có cái hiệu ứng của cái hai tia luôn. Rất là ok. Đây ơi, úi giời, một con nữa, một con nữa thôi. Thiếu một con anh em ạ. Giờ mà ra nhỉ. Giờ chỉ cần con... Không, tôi sẽ không phá cái đồ này đâu. Mặc dù là chúng ta có thể ghép cái đồ tím nhưng mà tôi không phá cái đồ này đâu. Để dành lên 10. Lên 10 kẹp gấu vẫn dùng cái đồ này ngon anh em ạ. Gấu con ấy, nó gọi đệ ra gấu con nó vẫn khỏe. Nói chung là cái con gấu này nó vẫn gánh tôi từ nãy giờ đấy. Chứ còn tôi không phá cái tẩu với cả cái máu eco đâu. Không có, không có. Chắc chắn nó phải giữ. Đó. Kiếm đúng con Medusa nữa thôi là dí thẳng đến 10 luôn. Không nói nhiều. Gấu vẫn làm co luôn. Gấu khi vớ vẩn lên 3 sao làm co luôn. Witcher này. Witcher này nhưng mà roll được 7 ạ. Roll được 7 ra được Taboo Witcher, ra được con ảo ảnh 3 sao nhưng mà để làm gì? Để làm gì nào? Ui giời, bay màu rồi, không kịp form đội hình luôn. Rồi, roll nốt. Một con Hunter nữa. Một con nữa thôi. Cho con Medusa đi nào. Gấu à. Không ra nổi con Medu luôn ạ. Vãi đái thật. À đây rồi, ui nhện cũng được. Đủ tiền lên 10 rồi. Ok. Rồi lên 10 rồi. Lên 10 kẹp gấu à. Chơi tạm á. Đấy, gấu vẫn sẽ cầm những cái món đồ mà gọi đệ. Tăng sức mạnh tấn công cho đệ. Còn cái con cung đen này nó sẽ cầm hết những cái đồ đánh tay. Tạm thời cái con cung đen 2 sao sẽ gánh. Xong rồi tí nữa ra con Medu, tôi dồn đồ cho Medu đó. Đã xác định lên 10 là kiếm con Medu, kiếm con Tetsu chứ không kiếm mấy cái con rẻ tiền nữa. Rồi, úi dồi anh em này nhìn bắn đấy, đau phết đấy. Đau đấy. Rồi. Khỏe rồi anh em ạ. Như này là ra được cái món tím. Nhưng mà đổi lại sẽ mất cái hiệu ứng của cái con gấu. Rồi. Bình tĩnh. Để ra 30 anh em ạ. 30 tính. 30 sẽ thêm mấy cái món đồ phế vứt đi thì chúng ta đổi thôi. Chứ tầm này đồ nào cũng đang có cái hiệu quả của nó. Đồ cho cái con gấu bây giờ là cũng khiến cho con gấu con nó tăng hơn, nhiều máu hơn, đập đau hơn, đấm nhanh hơn. Đấy. Ấy à, gặp beat này, gặp beat đấm rồi. Thằng beat này khó chịu phết nhờ. Con cung đen của tôi bắn rất đau nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái bộ beat này nó khá là khỏe.
chúng ta cần phải có cái gian ở phía trên nó cứng cáp hơn, nó nhiều khống chế hơn. Đấy là lúc chúng ta biết là chúng ta cần phải có một cái con Medusa rồi anh em ạ. Tuy nhiên đội hình này vẫn có thể ăn được cái thằng đang ở vị trí top 3 với cái bộ Glacier. Ăn xong thằng đấy tôi sẽ xả tiền. Bây giờ cũng chả có tiền mà xả anh em ạ. 13 tiền kia thì làm sao mà ra con Medu. Không ra được đâu. Bây giờ chỉ có tự ra rồi tiền cao cao một tí roll con Medusa 2 sao thôi. Medu 2 sao sẽ gánh. Ok. Hiện tại con cung đen nó đang gánh tôi cùng với con gấu. Rồi. Thằng này tôi nghĩ là vẫn ăn ngon lành thôi. Một con Berserker này. Úi giời anh em ơi, một nháy là chết. Berserker thôi đi rồi. Ra cả chú quỷ này. Nhưng mà thôi, chúng ta chơi Hunter anh em nhé. Chơi Hunter đi. Tôi vẫn có cái niềm tin là cái bọn Hunter này nó sẽ ăn được anh em ạ. Mặc dù là Beat cũng, nó cũng đang là meta đấy. Beat mà có sách là rất khỏe nha anh em nhé. Beat có trấn phái là cũng có quyển sách này. Có giáp thép này, có Radian là cực kỳ khỏe luôn. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là Hunter nó là thợ săn. Mà thợ săn thì lúc nào nó cũng sẽ có thể chiến thắng được những cái con thú, những cái con động vật hoang dã. Đấy, tôi nghĩ là như thế. Theo đúng coi như là lý thuyết của loài người. Còn lý thuyết của trong game thì không biết. Và tôi nghĩ là Hunter thì khả năng là cũng sẽ ăn được thú thôi anh em ạ. Cái quan trọng là nó có ra được Medusa 2 sao hay không. Rồi, Shadow Blade à. Shadow Blade. Trước khi lấy tôi để tôi xem nó vứt được những cái món đồ gì đi đã anh em nhé. Cân căn tí. Xem nào. Nếu mà vứt hết cái đồ trên người con gấu thì chúng ta có lấy được cái món đồ tím. Vẫn không lấy được cái món đồ cam. Thôi. Thế thôi anh em ạ. Tất cả những cái món đồ bây giờ nó đang khá là hữu dụng. Thế là tôi quyết định là giữ hết. Không lấy những cái món đồ tím cam nào gì cả. Đây rồi, Medusa này. Con nào lên được 2 sao thì bỏ đi. Đấy, Tetsu bây giờ lên được 2 sao thì ấm luôn này. Medu tiếp. Ok. Đồ này tạm thời cho con này cầm. Bây giờ vứt thì chỉ vứt cái gương thôi. Nhưng mà gấu cầm gương thì nó cũng là thế lực đấy anh em. Gấu cầm gương rất là ngon luôn nhá. Cái con gấu này nó nhiều máu mà. Nên là cái bóng của nó khá là nhiều máu. Đấy, bóng của con gấu trụ được một lần trọt của con cáo có chết đâu. Ra ngoài thua à? Không, chưa chắc. Chưa chắc. Chưa chắc. Bắn đau lắm. Cung đen 2 sao ấy, gánh đàm gần bằng cái con cáo luôn. Nhưng mà thôi bây giờ cho đồ cho Medu thôi. Quá tuyệt vời rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta có kháng phép nữa. Chúng ta có cái bộ cá vào nữa. Cực kỳ mạnh. Con gấu này tí nữa nó sẽ lên 3 sao. Bây giờ vứt thì vứt cái gương đi. Này lấy đồ tím. Không. Tôi nghĩ là chỉ vứt được cái gương thôi. Tôi so đi tính lại kiểu gì tôi vẫn thấy là cái việc mà chúng ta giữ lại đồ nó vẫn ngon hơn. Đây anh em nhìn này. Trời ơi, có Medusa nó khác hẳn luôn anh em ạ. Đẩy 22 máu đối thủ luôn. Beat không có cửa. Đấy, nhiều anh em bảo bây giờ đang là meta Beat. Beat đang rất là mạnh. Nhưng mà tôi thấy gặp Hunter bắn nó như con luôn. Thế mà không ai chơi Hunter ạ. Anh em có thấy đây là một cái điều rất là lãng phí và vô lý không? Rất là phi lý luôn. Hunter mạnh như này, bắn Beat như con, mà cuối cùng là anh em toàn đâm đầu vào chơi Beat. Bởi vì tôi nghĩ là chắc là anh em cay cái bộ Warlock nên anh em mới chơi Beat nhiều.
Tôi nghĩ là như thế. Ví dụ trong trận đấu này là hai cái thằng Warlock ấy, nó về vị trí top 7, top 8. Là tôi biết là anh em biết là cày lắm, cày cái bọn Warlock lắm. Nhưng mà Warlock ấy, nó cũng sẽ sợ 9 Hunter. 9 Hunter vẫn đấm được anh em ạ. Không cần thiết phải chơi beat. Đây anh em nhìn này. Úi dồi ôi, anh em nhìn kìa. Mắn nó như con luôn. Nhưng mà cái round này ấy, cái con Medu của tôi ấy, nó cũng suýt chết. Nhưng mà nó vẫn đẩy 14 máu đấy anh em ạ. Medusa này khả năng là lui lên 3 sao nhỉ. Xếp đẹp đẹp tí, xếp chuẩn tí là ăn thôi. Xếp làm nào mà xếp mà con Medusa nó bị trọt thì nó không chết ấy thì là ăn. Còn Medusa này mà để cái trọt chết thì là thua. Đấy. Thành bại là tại Medu mà thành bại là cũng tại cáo. Cáo chọt gu thì cũng chết. Mặc dù đồ con cáo ở đây cũng thế giới phết đấy anh em ạ. Thế giới lắm. Đây, chơi là dồn toàn bộ đồ cho cáo. Một là đi, hai là đến ra 36. Đi hay là 36 đây. Ui dồi ôi, sai lầm rồi anh em ơi. Không được, để con Medu ở đấy là nó tụ vào mấy cái con gấu ấy. Đánh đau thật. Ra ngoài thua. Ơ kìa, chưa chắc. Ui dồi ôi anh em ơi. Cuối cùng đèn. Dã man. Không thua rồi anh em ạ. Cung đen cửa chuồng. Cung đen cửa chuồng gánh kèo. Bắn đau thật. Chính ra chỉ Hunter nó tăng đam lên bắn đau thật sự luôn. Thôi rồi. Tôi nghĩ là 36 là đau cuối cùng anh em ạ. Trận này sau cái đau này tôi sẽ đổi đồ. Tôi vẫn sẽ giữ nguyên cái đồ trên người con gấu. Đang ngon, đang khá là mạnh. Cuối cùng thì cũng đâu phải chỉ cần là những cái đồ tím hay là những cái đồ cam là chúng ta mạnh đâu đúng không anh em. Nhiều khi nó là những cái đồ ấy, nó là những cái đồ mà nó chuẩn cho cái bộ đấy ấy, nó mạnh rồi. Thậm chí là nhiều đồ có khi cầm lại còn thích hơn, có nhiều hiệu ứng hơn. Con nào cũng sẽ có một vài cái hiệu ứng. Đây rồi. Ui dồi ôi, lại ra là cả tên Tsunami 2 sao này. Đồ này có thể lấy búa bình minh ngon. Ok. Mặc dù là cái món này là cái món cho những cái con đánh gần, nhưng mà tôi nghĩ là vẫn ngon. Thằng nào cứ lại gần thì chúng ta dí chết thôi. Rồi. Này được 9 này. Ok, đổi luôn này. Cướp điên, quá tuyệt vời. Bỏ cái búa xét đi. Ổn rồi anh em ạ. Rồi, nốt. Lên được con nào thì lên, không lên được thì thôi. Nói chung là vô địch à. Không có chuyện cáo chọt chúng được con Medu nữa đâu. Bây giờ nó sẽ chọt vào cái đống gấu kìa. Úi dồi ôi, nó vẫn chọt chúng anh em ạ. Cay nhờ. Nhưng mà chọt chúng thì sao? 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 Ui, nó mạnh thế. Ây à, đau. Mạnh thế nhở. Tôi chết rồi. Nó vừa vẩn lật kèo ấy. Điêu thật. À đây, gấu lên được 3 sao này. Từ từ nha. xử lý cái đoạn này đã. Thiếu. Chưa lên được con gấu 3. Thiếu wizard. Thiếu wizard anh em ạ. Còn phát rôn. Rôn nốt. Bán nốt cả con này đi rôn. Không được rồi. Thôi rồi. Rồi xếp lại. Xếp khéo khéo tí cho Medu không bị dính trọt. Không thua lại. Úi dồi. Chọt trượt rồi. Chọt trượt rồi. Chọt trượt nhưng mà mình vẫn chết ạ. Những kiểu gì luôn. Ok bạn ơi. Ok. Ui dồi. Vẫn thua anh em ạ. Điên thật. Thế là sao? Chết rồi.
Vớ vẩn thua ngược ấy. Wizard, cần một con Wizard nữa. Ui đây rồi. Rồi bán cung đen đi không. Mày quá, gấu cũng lên được 3 sao. Nhưng mà giữ cái gương lại đúng sai lầm. Giữ cái gương làm cho con gấu ấy, nó bị trọt vào cái vị trí mà clear rất nhanh. Do đệ của nó ấy, do đệ của nó gọi ra. Xếp lại ăn Medu đi. Ui thằng khôn đấy, đổi vị trí con cáo kìa. Mày lăn lại đi, mày lăn lại đi, mày lăn lại đi. Đúng rồi, trọt trượt rồi. Medu ở đây cơ mà. Medu ở đây cơ mà. Thôi sao. Ui giời. Con này này nó trọt vào cái đống mà gấu đệ ấy, nó đẻ ra ấy. Với cả cái bóng của gấu ấy anh em ạ, cái chỗ này nó đông người. Nó trọt vào đấy, chỉ cần để con Medu sao xa xa chỗ đấy ra nó ăn mà. Đấy, cái bộ Hunter ấy, thực sự nó cũng khá là mạnh đấy anh em ạ. À, không biết là anh em thử chưa, nhưng mà tôi thấy là ở trong rank ấy có rất ít người chơi. Theo anh em thì tại làm sao mà ít người chơi đến như thế? Anh em có thể để lại dưới ý kiến ở phần comment nhé anh em nhé. Rồi anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn hai clip ở màn hình kết thúc anh em nhé. Đó đều là những cái clip rất hay trong cái thời gian vừa qua mà tôi tuyển chọn để tôi up lên. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.